xe này rất phù hợp cho những bác nông dân mua về đi chở khoai, chở ngô, chở lúa. Vì cái cốp, cái thùng đằng sau nó rất là to các bác nhá. Ở trên đây thì ngồi được 5 đến 7 người, ở dưới thì chở được rất nhiều hàng, mấy tấn hàng luôn cả nhà mình nhá. Đấy, số tự động máy dầu siêu tiết kiệm, siêu lành bền. Bác nào mà đang có những cái số tiền không cao, các bác đang đi tìm những cái mẫu xe bán tải thì đây, mẫu xe này để cho toàn thể các bác mình chọn nhá. Đấy, xe rất đẹp luôn, không lỗi lầm gì mà vẫn đảm bảo rẻ các bác nhá. Hình thức vẫn đảm bảo đẹp. Đấy, coi nhìn xem này, long lanh luôn đúng không ạ? Từ cái đèn pha này cho tới cái nước sơn này. Đấy, đẹp long lanh luôn. Máy số đại chất các bác nhá. Xe không lỗi lầm gì, bao đảm bảo bảo hành cho các bác mình yên tâm. Đấy, đây. Xin nhan bao rẻ, đăng kiểm còn dài. Đấy. Đăng kiểm còn dài các bác nhá. Con này của em BT50 được sản xuất năm 2015. Số tự động máy dầu, máy 2.2 thôi. Nhiên liệu xe chỉ có mấy lít trên 100 km thôi các bác nhá. Mà dầu thì lại rẻ đúng không ạ? Các bác nhìn cho em hình thức. Đây, hình thức đẹp chưa? Các bác nhìn này. Đấy, ốc nhái ở đây vẫn một chấm sơn xanh đỏ tím vàng này các bác này. Keo chỉ của xe vẫn còn này. Táp đi táp nô xe rất là tươi đẹp nhá. Đấy, bốn cánh. Rồi à, táp lô nữa. Đấy, các bác nhìn xem. Ốc khóa đây các bác nhìn xem này, vẫn còn sáng khoác này. Tem các thứ vẫn còn nguyên này. Một bộ ghế da đẹp nhá. Đấy, có lót áo ghế ở trên đây này. Đấy, cần số tự động của xe đây. Số tự động nha, chứ không phải số sàn đâu. Đấy, túi khiên toàn được làm bên đây. Táp lô thiết kế nhìn rất là đẹp. Đây, các bác nhìn xem, rất đẹp luôn. Mẫu này ngày xưa toàn tiền tỷ đấy. Con này của em thì nó đời 2015, bây giờ cũng sử dụng được vài năm rồi, cho nên là bây giờ nó mới rẻ các bác nhá. Đấy, đây các bác nhìn xem. Điều hòa lóng lạnh của xe đầy đủ này. Đầu đài giải trí của xe âm thanh nghe hay này. Đấy. Vô lăng đây, vô lăng đẹp nhá, túi khiên toàn nằm ở giữa, chứ điều khiển được nằm ở hai bên nhá. Vô lăng của xe vẫn còn rất đẹp luôn. Chân lý và lý của xe cực kỳ mới bên trong. Bọc ni lông ở bên ngoài rồi. Các bác nhìn cho em hình thức. Hình thức đẹp chưa? Cột kèo linh mới của xe vẫn còn zin các bác nhá. Kính bọc dán xung quanh rồi, sơn xi bóng bờ sạch sẽ cả con. Tôn vỏ cũng sườn dày chắc chắn. Đấy, bậc bệ bước lên bước xuống đầy đủ rồi. Lốp lát dày, na đang đúc, bánh đĩa bánh ABS đầy đủ các bác nhá. Đấy, keo chỉ bếp cửa đây. Bốn cánh cửa xe các bác nhìn xem vẫn còn rất là sáng mới luôn này. Đấy, em rất kết những phần này các bác nhìn xem. Mới chưa? Nói chung là mới như này thì không có nhiều đâu các bạn. Bác nào mà mình đúng chân mẫu xe này, mình có tài chính quanh quanh trên dưới 200-300 triệu thì đây là một trong những mẫu xe quá ok để cho mình chọn mình lựa các bác nhá. Đấy, đây. Các bác nhìn này. Đấy, được chưa? Đấy, ghế này, ghế rất mới nha, ghế da loại xịn nhá. Ghế da loại xịn đấy ạ, nhưng mà là xe ghế da thường đâu, ghế da xịn đấy. Đấy, các bác nhìn xem nhá. Thân gầm này, khung sườn của xe là không mục mọt gì. Đấy, không vấn đề gì nhá. Mua về đi luôn thôi. Những con xe mà em quay lên trên đây thì đều là những mẫu xe ok. Dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, mua về là không cần làm gì nữa các bác nhá. Phía sau có những mắt cảm biến chống va chạm, có camera lùi. Đấy, đèn sau, đấy, các bác nhìn xem, đèn sau, đèn trước rất là mới luôn. Rất là mới luôn. Đấy, có lắp thùng đầy đủ nhá, lắp thùng thấp. Lắp thùng này nó sẽ đắt tiền hơn so với lại một số lắp thùng khác các bác nhá. Đấy, lốp đây, là răng đây, sơn xi bóng mượt chưa. Đấy. Có đồ xe nhìn rất to cao và dài rộng. Đấy, dài trên 5m các bác nhá, 5m4 các bác nhá, rất là dài rộng luôn. Đây. Có thấy ok không ạ? Này, đẹp chưa? Quá mới so với cái đời 2015 luôn đúng không ạ? Tất cả tắp đi tắp lô xe nó còn được sáng mới như thế này. Gương kính điều chỉnh điện hoàn toàn các bác nhá. Đấy, vách cửa các thứ cũng đẹp. Ốc nhái đây. Đấy. Đẹp chưa? Rồi, các bác mình nhìn tiếp cho em vào vị trí nữa. Đấy, quay cho mình chi tiết rồi nhá. Các bác mình đang ngồi xem rảnh tay nhấn cho em xin lần like như này nhá. Và lần chia sẻ được các bác nhá, em cảm ơn. Đây, và đây, những cái phần tắp cái cửa xe đây, được chưa? Gương kính điều chỉnh điện có cục gương nhá. Đấy. Vách cửa đẹp chưa? Không có hiện tượng là mối mục mọt gì. Đây. Ok chưa? Cam kết bảo hành cho mình về vấn đề lỗi của xe nhá. Đấy, sai nhận xe hoàn tiền cho mình 100%. Đó nha. Đây. Đấy, tín điều khiển có nhìn xem tầm hai bên. Máy dầu 2.2. Máy dầu của dòng Mazda nó rất là lành rồi. Đây, khi đóng cửa lại thì các bác nhìn cho em ở phần bên ngoài đi. Các bác xem thêm hình ảnh video gì về chiếc xe này thì hãy nhắn tin, gọi điện cho bên em theo ba số điện thoại hotline là 0938586307 và 0389000555 và 0335838359 nhá. Có Zalo theo ba số đó luôn, các bác mình kết nối để được nhận thêm hình ảnh và thông tin. Đấy, chốt giá đẹp, chốt giá yêu, chốt giá rẻ cho mình để mình vào việc được luôn. Đối với mẫu xe này theo ba số điện thoại em đã cung cấp nhá. Bên em đang nhiều xe, các bác nhấn đăng ký đi, nhấn theo dõi đi, nhấn đăng ký YouTube, nhấn theo dõi Facebook, nhấn follow TikTok, cùng đồng hành và xem thêm video mới những chiếc xe khác nữa của bên em các bác nhá. Vâng.
video này em là tới đây thôi. Xin cảm ơn các bác mình đã quan tâm ủng hộ. Thì mình bên em có đổi xe nhá, có thu mua lại xe nhá. Đấy, và có ship xe toàn quốc nhá, hỗ trợ làm sang tên đổi biển toàn quốc nữa các bác nhá. Cảm ơn ạ.